Ok, hello mọi người. Rồi, hôm nay mình sẽ review cho mọi người một cái tay cầm size handle nha. Cũng khá là đẹp, nhỏ gọn, đến từ Smartrick. Thì cái mẫu này ra cũng lâu rồi. Cái kiểu wood nè, kèm bán gỗ nè. Hai ốc 14, đó, chân cao su. Để gắn phụ kiện thêm, vẫn đeo dây hand strap được luôn. Những cái dây hand strap á, bạn buộc vào, bạn đeo như vậy luôn, nó chắc tay hơn. Rồi, size handle nó thực sự nó có rất là nhiều loại. Thường thường nhưng mà mình phân biệt nhất chỉ có 4 loại thôi. Hai ốc 14 nè, một ốc 14, một ốc 38 và size handle kèm kẹp NATO nha. Thường thường là chỉ có 4 cái loại đó là phổ biến nhất thôi. Đó thì bạn muốn dùng cái size handle này, nó sẽ hỗ trợ bạn cầm máy chắc hơn, quay chụp rồi những cái shot handheld rồi ok hơn. Đó. Nhưng bắt buộc bạn phải có một cái khung nha. Vì có cái khung thì bạn mới có chỗ gắn. Áo 14 nè. Đó bạn sẽ gắn vào. Đó, cái tay đặc biệt cái tay này thì nó hỗ trợ bạn gắn được bên trái hay bên phải nha. Bạn cứ đổi chiều thôi. Tháo hai ốc này ra, dịch lên dịch xuống nè. Rồi đổi ngược qua này để bạn gắn bên trái hay bên phải. Rồi, cách gắn thì cũng đơn giản thôi, bạn chỉ cần để vào hai cái lỗ này thôi là bạn vặn. Rồi bạn có lưu ý một cái nha, là những cái tay cầm size handle hay ốc 4 này nè, thường thường nó tương thích đó, đa số là những cái hệ Smartrick thôi. Và những cái hàng khung hàng pho thì nó ok, đặc biệt là trừ tiêu ta nha, tiêu ta rất là kén luôn. Mình đã gắn thử một số khung tiêu ta rồi nó không có vừa đâu, tại vì hai cái lỗ 1 4 còn tiêu ta nó sẽ lệch hơn khi bạn gắn vô, nó không có vừa nha, trừ tiêu ta nha. Thì những bạn là dùng khung tiêu ta hãy lưu ý nha. Tiêu ta rất kén đồ, đặc biệt là những cái size handle nha. Ốc 14 phải gắn vô rất là khó. Đó. Tiêu ta thì chỉ gắn được những cái size handle một ốc 14 thôi, hoặc một ốc 38 thì gắn được. Đó, thì trên tay mình đó là Sony Alpha A7C2 nè, khung Sony Smartrick đó, 4422 của A7C2 luôn. Đó, ốc 14 mình cắn, đó, cho bạn quay như vậy. Đó, còn mở màn hình có vướng không? Thì nó vẫn không vướng, nhưng mà khi bạn cầm á, thì bạn phải chỉnh lại tí xíu. Tại vì thiết kế vật lý nó vậy rồi, bạn không có nào bạn cầm như vậy mà màn hình xoay vướng được, để mình đâu có đủ không gian và vị trí đâu. Nó bắt buộc luôn là bạn phải như vậy thôi. Để như vậy là ok nhất. Đó. Còn xoay ra thì bạn bắt buộc phải xoay nghiêng nghiêng để bạn cầm. Rồi bạn cầm như vậy. Nha, rất đẹp gọn nhẹ nha. Thì có nhiều loại lắm. Nếu mà loại thường mà không có bán gỗ thì tầm 750. Này thì có bán gỗ làm đẹp hơn. Nhìn nó nổi bật hơn, chất lượng hơn thì nó tầm 8.9. Rồi mình chuyên những cái hàng Smartrick nhé, các bạn cần có liên hệ mình luôn, giá cực kỳ tốt cho mọi người. Rồi còn nếu bên trái thì bạn vẫn gắn, bên phải vẫn gắn bình thường thôi, bạn tháo ra, bạn gắn qua hả bên này là gắn bên phải thôi. Thường ít ai gắn bên phải lắm, tại vì khi mà gắn bên phải bạn không có ấn nút record được, nên ít ai gắn lắm nha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều, hôm nay một cái review sơ về cái sản phẩm thôi. Đó, các bạn cần có liên hệ mình luôn, Smartrick Wooden Mini Size Handle nha, 2913.